Chúng ta nhìn thấy rất nhiều chuyên gia học giả đều nói, ngay cả họ cũng nói, không biết nhân loại có thể sinh tồn thêm đến thế kỷ 21, đến cuối thế kỷ này hay không. Chỉ có thời gian 100 năm, toàn bộ vũ trụ biến đổi. Tỷ như hiện nay nói tai họa tự nhiên, không phải tai họa tự nhiên. Cái đạo lý này rất sâu. Lũ lụt hiệu ứng nhà kính hiện nay khiến cho băng ở Nam Bắc Cực đang chạy nhanh chóng. Vấn đề này nếu thành sự thật, băng ở Nam Bắc Cực đều bị tan chảy hết, thì toàn bộ khí hậu của trái đất sẽ biến đổi. Nước biển sẽ dâng lên 70 mét, những thành phố ven biển đều sẽ bị nhấn chìm. Đây vẫn là chuyện nhỏ. Một khi khí hậu của trái đất này biến đổi, thì tất cả sinh vật không thể sinh tồn. Vậy đây có phải là tai họa tự nhiên không? Không phải. Không phải là do tâm người cảm ứng. Tâm người thiện, lương thiện thì gió thuận mưa hòa, mọi thứ đều tốt đẹp. Tâm người không thiện thì sẽ khiến cho tất cả mọi vật đều trở nên xấu. Đạo lý này trong Kinh Phật nói rất rõ ràng, nhưng không có ai tin. Họ nói làm gì có đạo lý này, không phù hợp với khoa học. Hiện nay chúng ta từ thực nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật Bản, một cơ hội ngẫu nhiên khi tôi ở Úc, chúng tôi có một đồng tu thấy từ trên mạng, sau khi tải xuống đã phát cho tôi 4 tờ. Vừa nhìn tôi liền nói cái này giống như Phật nói ở trong kinh. Tôi liền đến Tokyo để thăm ông, đến tham quan phòng thí nghiệm của ông để hiểu tình hình thực tế. Nước thí nghiệm của ông là nước. Nước này được thu thập khắp nơi, từ sông, từ suối, từ giếng, từ biển, từ hồ, dùng hộp thủy tinh nhỏ để đựng. Nên làm thí nghiệm mấy chục ngàn lần và chứng minh nước nó biết nhìn, nó biết nghe, nó hiểu được ý người. Bạn đưa cho nó chữ thiện, bất kể là chữ của nước nào, bạn viết chữ ái, bạn đem chữ ái này dán trên nước trong vòng 1 giờ. Sau đó bạn đem nó để vào tủ lạnh, để cho nó đông lạnh âm 5 độ, nó liền kết tinh. Có kết tinh, sau đó nhìn dưới kính hiển vi, bạn dán lên chữ ái cảm ơn, biết ơn, thì hình hoa văn kết tinh rất đẹp, đẹp vô cùng. Và đổi chữ khác, dán những chữ như tôi ghét bạn, tôi không thích bạn, tôi hận bạn, thì hoa văn đó sẽ rất xấu xí. Thí nghiệm mấy chục ngàn lần những điều như thế. Ngài Giang Bổn Thắng là tiến sĩ y khoa được tuyển chọn của Đại học Quốc tế mở rộng, viện trưởng viện nghiên cứu IHM, chuyên nghiên cứu về sóng động nhiều năm. Trước tác nước biết trả lời của ông bán đất chạy nhà gây chấn động ở nhiều nước. Mỗi một bầu nước chúng tôi lấy 5 ml nhỏ vào trong 50 cái hộp nuôi cấy. Sau đó chúng tôi đem những hộp này để vào trong tủ lạnh âm 25 độ, cho đông lạnh trong khoảng 3 giờ. Sau khi đông lạnh xong, chúng tôi lại cho nó vào tủ lạnh ở âm 5 độ. Ở đó có gắn kính hiển vi có đầu chụp hình, và chúng tôi lần lượt chụp hình của nước trong 50 cái hộp nuôi cấy này. Mới đầu chúng tôi chụp hình ảnh của nước khi không cho nó bất kỳ tin tức gì. Sau đó chúng tôi lại cho vào số nước này tin tức nhất định. Tiếp đó theo trình tự chụp lại một lần nữa, chúng tôi đem những hình ảnh đã chụp trước và sau khi có tin tức này lại để so sánh. Ngay khi chúng tôi biểu đạt thông tin như thương yêu biết ơn đối với nước, thì nước liền tạo nên thể kết tinh đẹp nhất. Mỗi khi nhìn thấy điều này, tôi đều cho rằng nước này là rất ôn hòa. Cho nên ông nói với tôi, ông nói rằng giữa vũ trụ với nhau, trung tâm của vũ trụ phải là ái. Tất cả những hoa văn thì hoa văn của ái và cảm ơn là đẹp nhất. Ông nói cơ thể con người 70% là nước. Nếu như chúng ta
có tâm thương yêu, dùng ý niệm cảm ơn đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, thường giữ tâm thương yêu, tâm biết ơn, tâm cảm ơn, thì tất cả vạn sự vạn vật cùng với 70% nước trong cơ thể chúng ta đều hiện ra kết tinh đẹp nhất, và người này nhất định khỏe mạnh trường thọ. Hoàn cảnh bên ngoài chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Điều này chính là cái mà nhà phong thủy gọi là phong thủy tùy theo ý niệm của con người mà chuyển biến. Trong Phật Pháp gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Ý niệm thiện của con người có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Ngược lại, ý niệm ác có thể tạo nên sự nguy hại lớn nhất cho thế giới. Cho nên, sự an nguy của thế giới, sự khổ vui của thế giới, căn nguyên là gì? Căn nguyên là do ý niệm của chúng sanh cư trú trên thế giới này. Điều này đã được chứng minh bằng khoa học. Nếu như nói dùng nước để làm thí nghiệm, nước sẽ có những thay đổi như vậy. Nếu như tâm con người là ác, là không có thương yêu, đem thế giới ra làm thí nghiệm, đem địa cầu ra làm thí nghiệm, thì địa cầu sẽ như thế nào? Sẽ bị hủy diệt. Điều này là chứng minh. Câu nói này của nhà Phật là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tất cả sinh vật trong vũ trụ, tôi nói với ông Giang Bổn Thắng, tôi nói thí nghiệm này của ông đã cho thấy nước có thể nghe hiểu biết. Thế nghe hiểu biết ông đã thí nghiệm tìm ra rồi. Và nước nó còn có một tính chất là nó trên hình tướng, nó có sắc, thanh, hương, vị. Ông hiện nay chỉ thấy được sắc, còn thanh, hương, vị ông vẫn chưa tìm ra. Ông phải cố gắng nỗ lực thêm. Không chỉ là nước, mà mọi vật đều có thể thấy, nghe, hiểu biết. Đây là Phật Pháp nói. Vật chất từ đâu mà có vậy? Vật chất là từ, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Và bản năng của tâm, tâm nó không phải là tinh thần, cũng không phải vật chất. Như trong triết học nói, bản thể của vũ trụ vạn hữu, trong bản thể của nó vốn đã có thấy, nghe, hiểu biết, vốn đã có sắc, thanh, hương, vị. Cái này là bất sanh bất diệt. Và nó biến hiện ra vật chất, biến hiện ra di trần và các bụi nhỏ nhất, nó tất cả đều có thấy, nghe, hiểu biết, đều có sắc, thanh, hương, vị. Nguyên lý này hơn 3.000 năm trước trong kinh Phật đã nói rồi, phải không? Dần đã nói rồi. Hơn 3.000 năm sau là người dùng khoa học để chứng minh nó. Dần để chứng minh đó. Đây là ga tàu điện ngầm ở nước Mỹ. Người diễn thuyết giới thiệu cho những người đang đợi tàu về thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật Bản. Bức tranh này là chữ ái. Chúng ta lại đến đây xem bức tranh cảm ơn bạn này. Bạn còn có thể thấy ông ta dán một mảnh giấy nhỏ trên bình. Nếu như bạn biết tiếng Nhật thì không cần tôi thuyết trình. Hiện nay, Ngài Giang Bổn Thắng cho rằng tư tưởng và ý nguyện của chúng ta là động lực tạo nên hiện tượng này. Tuy vậy, mặt khoa học, chúng ta không biết tại sao như vậy, nhưng nước biết trả lời. Nó quả thực đang tồn tại. Khi bạn ý thức được 90% cơ thể chúng ta là do nước cấu thành, điều này sẽ trở nên hấp dẫn mọi người hơn. Ngoài sức tưởng tượng của cô chứ. Nếu như tư duy có thể làm những việc này đối với nước, thử tưởng tượng tư duy của chúng ta đã làm những gì đối với bản thân mình.